gì chú? Chú Ngát nấu cơm chua. Chú Ngát nấu cơm chua hả? Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì bây giờ là 8 giờ mấy, gần 9 giờ sáng mọi người. Rồi tối thì game mình cào 2 giác, 1 giác là hồi lúc 6 giờ mấy. Cào tới 12 giờ khuya 2 giác. Xong rồi neo lại tới bây giờ luôn. Thì từ sáng giờ lại trai lại chú Sương giá cào với lại coi cọt cào lại rồi chuẩn bị cào tiếp. Bây giờ thì chú Sương đang nấu ăn. Ăn xong rồi chuẩn bị thả cào mọi người. Ở đây nấu cơm. Nấu món gì chú? Chú Ngát nấu cơm chua. Chú Ngát nấu cơm chua hả? Đây là tối cào có con cá ngát luôn. Tối là do
trời tối quá, mình quay không thấy gì rõ hết. Với lại cũng sóng nhiều lắm nên là mình không có quay nhiều, mình chỉ quay có một mẻ thôi. Còn mấy sao mình ngủ mất tiêu, không biết là có đồ không. Dao lục quá. Quá lục. Phải xới lên đi chỉnh đều thôi là nó mới khác, lại ở trên thì nó sống hơn. Cái này hiện tại có dài ở ngoài rất nước nó đã chảy luôn nên là cha chưa có cào được.
trên này thì cha đang chuẩn bị sạn cá lên mà muối cho nó ngay ngắn lại mọi người. Ở hầm trên thì muối cá, còn hầm dưới thì tối nay cào mực nên là sẽ sắp lại. Hầm trên thì muối cá, còn hầm dưới thì sẽ muối mực. Cái thùng nước cái sành dơ sang lên cứng mệt thì lên vì cục đá muối đá bỏ vô nước đá cũng sáng nhậm cái vẫn dọn luôn cũng đoàn que nước không ạ bà mẹ người lấy không nước luôn rồi trời mẹ ngói mẹ nó dâng chỗ vô chiếc ghe lắc qua lắc lại lắc lắc người ta lâu đang chạy ra tôi ngói con nước mọi chạy lâu này mất nước không ra nhìn ghe này nọ bữa rồi chiếc ghe xào đi nặng cái đầu nặng có chiếc chà bò ghe xuống nghiêng ghe ngồi nằm mình sống đặt bầm 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 ống nước này ông cọ bằng nửa này nửa kia hả? Bằng cọ bằng bơm dây hả? Bơm dây không? Bơm bình á, chi nước vàng gì tối gì mà ấm nóng tiếu. Bằng có bơm tưa à? Còn bơm máy không chưa gắn, bơm dây không gắn. Mà cọ nó đâu có giao cái viên chất nước vàng đâu, nửa này nửa kia phải không? Viên chất nước vàng. Bạn nước này quá cho nó máy nhảy xuống gần nhảy xuống nóng á. Nước vàng không mà nó nóng dữ em nội.
mấy người xuống nói sáng mày quất cái mì với cháo đi em. Tiếu. Tiếu á. Tiếu ăn công mà. Trời ơi. Có ba mực nó phan con ăn nó ngon. Ít rồi nhiều. Thôi con ăn nó ngon. Không ăn nổi. Nếu vì chừng nào mới chạy tiếp không cha? Chừng nào thả cào? Gặp nó thả là không thả rồi. Sao bây giờ? Sao giờ? Tối rồi. Nó điện chứ sao tôi nghe nó chạy chưa chạy cái đỏ đem ra hai chiếc nhợ gửi ra lại. Chưa nắng có nào cái gì của nè nè giá cả của tâm nữa có vô cào cấu thông thu dễ phải nhưng sao có mượn không